tôi đi dự tiệc đi. Đi dự tiệc. Để tôi. Đi thôi. Ai thật sự là công chúa đây? Là tôi chứ. Không, là tôi. Ôi, nhưng chỉ có đúng một chỗ thôi. À, nếu vậy để chọn ra ai thật sự xứng đáng đi tiệc với hoàng tử, chúng ta cùng thử thách xem sao nhé. Được rồi. Chà chà. Ồ, cái này là hộp trang điểm hay đúng sao vậy? Là hộp trang điểm đấy. Nếu không chơi thì không được chọn. 1, 2, 3. Tôi thua rồi à? Vâng. Thì mình ra đấm mà. 1, 2, 3. Chà chà. Gì đây? Ơ, Super Chút này. Sao lại có kẹo nhỉ? Của tớ cũng là kẹo. Ôi giời, kẹo giống hệt nhau này. Cả hai đều là kẹo. Ăn thử xem đi. Sao thế? Cái gì đấy? Sao? Gì thế? Không phải kẹo à? Cái này, ôi trời. Cái này là kẹo thật này. Nhưng mà cái này hình như không phải kẹo. Cái này là son này. Thật đấy. Son. Wow, kỳ diệu thật đấy. Có cả những cái này nữa. Tôi đang trở nên xinh quá đi. Nhìn này. Phải bơi như thế này này. Như thế này. Cha cha, nếu không chơi thì không được chọn. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow. Wow. À, cái này là gì đây? Đây là cái gì? Sao lại có linh cảm xấu thế nhỉ? Không phải bánh sông Pion à? Bánh sông Pion ý. Ơ, cái này cũng là nhẫn này. Cái này, nhưng mình không chắc lắm. Nhưng không biết có phải là Fuba Buba không nhỉ? Fuba Buba ấy. Ngọt lắm, ngọt dã man luôn. Cái này đúng là Huba Buba rồi. Huba Buba là cái gì? Kẹo cao su, kẹo cao su. Mình sẽ ăn thử xem sao. Đúng là kẹo cao su rồi. Là kẹo cao su Huba Buba đấy. Thật đấy. Dính vào rồi. Ngon quá, chắc mình không đi party được nữa đâu. Cầm chị thành hình vuông rồi này. Ta trở nên đẹp hơn như vậy đấy. Lần này thì Bô Lam đã trở nên xinh đẹp hơn rồi. Nếu không chơi thì không được chọn. 1, 2, 3. Lần này ta thắng rồi. Là công chúa Conan hãy chọn đi nào. Không cho ngửi mùi đâu nha. Cái này đi. Wow. Được rồi, tôi biết rồi. 1, 2, 3. Wow, đẹp quá đi. Nhưng cả hai đều là phấn mắt này. Đúng rồi, cả hai đều là phấn mắt này. Cô đang bôi trước đi. Màu sắc nhìn đẹp thật đấy. Ơ, nhưng mà không lên màu này. Không lên màu chút nào. Con ăn rồi à? Đây là sô-cô-la mà. Sô-cô-la? Thật đó. Không phải sô-cô-la đâu. Không được, không được. Nhờ ra đi, không được ăn. Cái này là sô-cô-la thật đấy. Không phải đâu, không phải đâu. Độc hại lắm, không được, không được ăn. Không được. Ơ, không thể tin được. Ơ, thật đấy à? Là sô-cô-la thật à? Không phải phấn mắt mà là sô-cô-la. Sô-cô-la này. Không thể tin được. Ơ, nhưng mà công chúa Conan ăn hết rồi này. Conan đừng ăn nữa. Đi trang điểm đi. Ngon lắm nhỉ. Có phấn mắt rồi, mình sẽ đánh thử xem sao nhé. Mình sẽ đánh thử nhé. Như thế này này. Chỉ cần có cái này thôi, hoàng tử sẽ hài lòng với mình. Lần này thì công chúa Conan đã trở nên xinh đẹp rồi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cả hai đều là son này. Wow, đẹp quá nhỉ. Bên này là son trái tim, còn của tôi hình như là son công chúa đấy. Bôi thử xem sao nhé. Chắc là hoàng tử sẽ thích màu này đây. Ồ, rất hợp với màu mắt đấy.
để tôi bôi thử nha. Định bôi đi tận đâu vậy? Lên màu rất đẹp phải con? Đẹp như thế này cơ mà. Bố Ram cũng bôi thoa son đi. Mình sẽ chọn bôi màu đỏ. Màu đỏ đẹp đấy, bố Ram cũng bôi thử đi. Chọn cho bố Ram màu nào đẹp vào đi. Ôi, bôi đến đâu vậy? Nước màu này có lên màu đâu. Ủa, không thấy lên màu này. Ơ, bố Ram à, không được ăn son, không được. Các bạn nhỏ ơi, bố Ram có ăn son thế này. No. Cái này là sô-cô-la mà. Sô-cô-la? Thật đó. Ở đâu? Cái gì? Đây là sô-cô-la. Ôi trời, các bạn nhỏ hãy xem này. Wow, tuyệt thật. Wow, tuyệt thật đấy. Thật sự là kỳ diệu. Trông như là son thật ý. Là sô-cô-la đấy. Wow, chắc ngon lắm nhỉ. Wow, chắc ngon lắm nhỉ. Nhìn dính hết vào lưỡi rồi kìa. Không cần cho xem như vậy đâu. Wow, đây là hộp cuối cùng phải không? 1, 2, 3. Wow. Hẳn một quầy trang điểm luôn. Ô, là cái này, lúc nãy đã xuất hiện rồi này. Này, không phải có ai đó ăn rồi hay sao? Các bạn nhỏ ơi, cái này lúc nãy đã ăn rồi mà ai đó lại để ở đây. Ôi chào. Cái này, đeo cái này thì đến gặp hoàng tử á. Cái này là đồ ăn mà. Các bạn nhỏ xem này, cái này là đồ ăn. Cái này cũng là đồ ăn, khuyên tai này. Khuyên tai cũng là đồ ăn. Ôi, có thể sống được. Đeo thử hoa tai lên xem, đẹp lắm. Không biết là hoàng tử có thích cái kiểu này không nữa. Lúc chào muộn. Đi tiểu cùng hoàng tử với bộ dạng này á. Ô, nhưng mà đẹp đấy chứ. Để mình thử trang điểm xem nhá. Wow, tuyệt quá. Nhìn bộ ram này. Chà, vòng tay và khuyên tay thật đây này. Chà, quả nhiên là khuyên tai thật, quá trời đẹp luôn. Trời ơi. Cô Nan, rồi bao một chị kia. Ê kìa, ra kia đi. Hoàng tử đến rồi. Ăn thử đi. Ta sẽ cho hoàng tử nhiều đồ ngon. Những món như này, yummy yummy. Hãy cùng nhảy với tôi nhé. Công chúa sẽ cùng tôi đến bữa tiệc là ôi, công chúa Bora. Yeah. Chúng ta đi thôi, công chúa. Thật sự giống như công chúa lọ lem ý. Cô đang xuất phát đấy. Nào, chúng ta xuất phát thôi. Xuất phát.